Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Nay chúng ta cùng đi cuốn bẫy rắn nha các bạn, chứ không phải là thăm hết chuột các bạn ơi. Hai ba ngày nay đặt không có. Cuốn gì gần hết lọp à. Sớm giờ thăm cũng chục cái rồi cũng không có nữa. Ở đây coi cá đầu tiên này có dính không nè. Này. Chuột còn nguyên mà. Để này luôn. Cái này đặt không gầy, cũng im quá mà không có. Rồi. Tiến hành thăm cá tiếp theo các bạn. Rồi, tiến hành thăm cá tiếp theo các bạn. Dỡ lên đây dành. Dỡ lên đây thử có nặng nặng không. Đổi tay rồi. Còn chuột không? Tử chặn thay chuột. Tử chặn hả? Tử chặn rồi. Thay luôn đi. Cái đó dính thường xuyên nó thay luôn đi. Để tao vô đây tao coi mấy cái này. Cũng dính rồi các bạn ơi. Đây. Thông cái tiếp theo nha các bạn. Chỗ này là chỗ lý tưởng của ông mình nè. Bạn thấy là không? Xanh xanh đó. Chuột chích ngắt luôn bạn ơi. Thấy luôn đi. Thất vọng quá. Quá thất vọng rồi. Trời sắp đi mưa tới nữa. Cái tiếp theo các bạn. Cổ nguyên. Chuột sống chết không biết. Trời ơi, chuột chết giả xác này. Thì cái nào mà chết á, mình cũng về. Nào dính á, thì mình thay chuột. Nay là thất bại thảm hại luôn các bạn ơi. Ủa ta. Cái bữa hôm mình đặt ở đâu nó từ ta. Ở đằng kia. Này bữa hôm dính con hành to nè các bạn. Không biết có không. Nhà hiệu nữa các bạn ơi. Chuột chạy ra nhìn mình nè. Chạy vô rồi. Để đây luôn. Rồi. Thăm cái cuối cùng của khu vực này nha các bạn. Nản. Không có nản cái. Thăm cái kia chưa? Có không? Thôi lấy hai cái này về luôn đi. Chuột chết chưa? Tạm dừng video đây nha các bạn. Rồi.
tiếp tục nha các bạn, còn 5-6 cái nữa hết rồi bạn ơi, tranh thủ về đi, mưa mới bay qua cái mưng, cái chân quần này. Đi họ đi chịch đường cho chúng ta. Anh thủ đi. Ôi, con về. U dính em không ngựa. Ngựa mini quá. Người nhỏ như là chi trời. Ừ. Thấy không? Nhỏ mà sung ghê không? Không ăn chuột luôn nè. Con này vô lâu nha các bạn. Tà đậu chưa nè. Ui. Giờ đặt lại các bạn. Rồi tạm ngưng video nha các bạn. Hello, tiếp theo các bạn ơi.